Xin chào tất cả các anh em. Lời đầu tiên xin chúc anh em có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Thì hôm nay mình có cây cần thăng này, lúc trước mình cũng uống một lần rồi, thì bây giờ mình sẽ uống nó lại lần nữa nè. Thì trước tiên á, thì mình sẽ cắt những cành thừa, mình cắt gai cắt lá cho nó. Cây cần thăng này gai rất là nhiều, mình để thì mình khó uống lắm ha. Mình sẽ cắt lá cắt gai nó hết, rồi sau đó mình sẽ quấn về mình uống nó. Thì cần thăng này thì cũng dễ trồng anh em. Cây này nếu mà mình trồng ngoài đất thì nó rất là mau lớn, mình trồng chậu thì nó chậm. Cây này thì nó có thể chịu khô hạn và nắng gắt. Thì đặc biệt nó là có thể trồng trong môi trường mới lạnh, khoảng 2 tầng không cần ánh sáng nó vẫn sinh tốt anh em. Nhưng mà anh em khi trồng cần thăng thì phải để ý là chất trồng mình phải xốp, dễ thoát nước nên thôi dễ bị úng rễ lắm. Cây này thì khoảng 1 tuần mình tưới nước 1 lần nó cũng bình thường, không có gì hết. Thì anh em nào trồng trong máy lạnh thì khoảng 1 tầng 2 tầng mình đem ra ngoài này khoảng 3 4 ngày cho nó hấp thu ánh nắng lại ha, cho nó quang hợp tốt lại, rồi xong mình sẽ đem tới vườn nhà tiếp. Thì cần thăng này nó dễ trồng nhưng mà nó có một cái bệnh mà rất là khó trị, là bệnh xì mủ anh em. Nó là bệnh nan y luôn á, rất là khó chữa. Thì khi mình phát hiện nó xì mủ á, mình sẽ cạo hết cái phần mủ ở chỗ đó hết luôn, mình cạo bỏ xong mình test cái liền thẹo lại thì nó sẽ lành lại ha. Rồi thì một phần nữa là mình khi mình trồng cần thăng mình chú ý tới á, là sâu rất là nhiều, rất là sâu, nói chim quýt sâu thôi đừng nói tới luôn, con nào con nấy bằng ngón tay út luôn á, bự lắm nè. Mình không để ý là chừng 1 ngày nó to lên xanh lè luôn, nó ăn trụi lá cây của mình luôn. Thì khi mình quấn dây anh em cố gắng quấn dây theo một chiều, anh em muốn anh em thuận tay nào thì quấn tay đó, mình thuận tay trái mình quấn theo về bên trái. Thì miễn sao hồi mình uống á, mình quấn chiều nào thì mình uống theo chiều đó, cho cọng nhôm nó ôm vô thôi, chứ không có quan trọng là mình sẽ quấn theo chiều kim đồng hồ nè. Khi mình quấn dây mình cố gắng quấn nha, cho nó đẹp đẹp chút ha, thì mình đừng để cho nó chồng chéo lên nhau ha. Thì mình sẽ quấn từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. Thì cây này thấy dáng đổ thì mình sẽ quấn từ trên xuống dưới nè. Thì khi mình quấn mình sẽ canh đó, ví dụ cọng đầu tiên mình quấn mình chừa những cái cành thứ cấp nó nằm ở dưới thì nó sẽ nằm ở dưới hết. Khi mình hồi mình đi gọng dây kia thứ hai á, mình sẽ quấn nằm ở trên, mình sẽ không bị tréo cọng dây ha, quấn ở trên mình đi ra nè để cho nó vô cọng cành thứ cấp là nó sẽ không bị tréo dây. Khi anh em quấn cả cọng thứ nhất mà nó cành sơ cấp mà cành nằm trên cành nằm dưới thì hồi mình quấn nó sẽ bị dễ bị tréo dây lắm. Ở cần thăng này cái đặc điểm của nó nữa, cần thăng này đặc điểm của nó nên là thêm cái là nó rất khó lấy chi và lấy xương lưng anh em. Khi mình cắt á là nó sẽ xì từ ngay chỗ mặt cắt của mình thôi à, thì nó cũng giống như ra cấp số nhân vậy, mình cắt ngay mặt cắt ngay nó sẽ ra 2 tuột ngay chỗ đó, cho mình cắt lần nữa nó ra 4 tuột. Thì khi anh em cắt, anh em sẽ cắt gai với cắt lá ở trong nách của nó, cắt phần trong của nó thì nó sẽ xịt được ở trong, nếu mà mình không cắt cái phần trong mà nó sẽ chỉ xịt được ở ngay chỗ 2 cái mặt cắt mình thôi. Thì đó là cái đó là đặc điểm của nó. Thì cái cây này mình sẽ quấn dây hết 1 lần luôn nè, rồi sau đó mình sẽ uống nó 1 lần, chứ mình không có quấn đoạn nào mình uống đoạn đó thì nó dễ dướng, nó sẽ khó hơn ha. Thì mình sẽ quấn hết luôn, mình uống 1 lần. Thì khi mình uống thì mình sẽ định hướng trước trong đầu mình, không là mình sẽ phát thảo sẵn, thì khi mình uống mình sẽ dựa theo đó mình làm. Thì mình tay ngang rồi mình biết thế nào mình chia sẻ cho anh em thế đó. Thì mình chủ yếu mình chia sẻ cho những anh em mới tập chơi
cách uống những cây để mình chơi cho thỏa mãn cái đam mê của mình thôi, chứ mình cũng không có, chứ mình không có chỉ dạy ai hết ha. Thì anh em nào thấy thích hợp thì có thể làm theo, còn thôi có thể rút kinh nghiệm từ mình. Tại vì chơi cái môn này thì mỗi người có một cách anh em, mỗi người cách uống riêng của họ, mỗi người thích một cái dáng thế riêng của họ, không có ai giống ai hết. Thì này giống như mình chia sẻ kinh nghiệm. Thì anh em nào thấy có những cái gì hay hay hơn hay gì thì cứ góp ý thôi, comment dưới cho mình sẽ trả lời. Còn những anh em thợ hay là những anh em đã chơi lâu năm thì có cái gì hay thì anh em có thể chia sẻ và góp ý thêm, mình có thể cùng nhau phát triển cái bộ môn này ha anh em. Thì khi uống cây đổ này anh em, mình sẽ áp dụng theo cái phương pháp mà mình uống cành rơi á, mình sẽ uống nó ha. Thì mình sẽ uống những cái co đầu tiên nó sẽ lớn lên chút, những cái co thứ hai co kế tiếp nó sẽ nhặt lại từ từ, nó sẽ nhỏ nhỏ từ từ xuống tới phần ngọn luôn. Thì khi đó mình nhìn tổng thể thì cái cây mình sẽ ra một cái hình tam giác, chứ không thể nào thì mình uống cái ở trên cái co nó ngặt nó nhỏ quá mà ở dưới co nó lớn quá thì nó hơi kỳ ha. Thì những anh em nào mới tập chơi thì có thể uống thoải mái cây của mình uống xong rồi, thí dụ mình không thấy không vừa ý thì một thời gian sau mình sẽ uống lại, chứ mình đừng có vô khuôn khổ quá. Mình vô khuôn khổ quá mình khi mình uống không đạt cái mình uống tới uống lui nó dễ chết cây ha. Nhưng khi mình uống cây mình cũng đừng gò ép mình quá, mình gò ép mình quá vô khuôn khổ quá thì cái cây mình sẽ cứng nhắc nó nè. Mình sẽ uống theo cái ý của mình, theo cách sáng tạo của mình thì cái cây mình nó sẽ đẹp thôi. Thì cái cây này lúc trước mình uống một lần nhưng mà nó không có phần ngọn nè, thì hôm nay nó ra được cái tược mình sẽ uống thêm cái phần ngọn cho nó, để có nhiều bạn nói sao cái cây đổ mà nó không có ngọn, người ta nuôi có ngọn mà mình nuôi không có ngọn ha. Khi mình làm cái ngọn cho cây đổ ở dưới nè, phần dưới nè, mình sẽ làm nhặt lại ha. Thì cây đổ nuôi rất là lâu anh em, nuôi rất chậm tại ưu thế ngọn, mà cái ngọn mình đi xuống dưới đáy chậu ấy chậm lắm. Khi mình nuôi thì mình có thể mình lật cái chậu lên chút cho cái phần ngọn nó đi lên thì nó sẽ mau phát triển hơn ha. Và mình sẽ triệt bớt những cái cành ở trên, mình cho ở dưới nó lấy được ánh sáng, lấy được ánh nắng thì nó sẽ mau phát triển. Còn nếu mà anh em không triệt ở trên á, anh em mới cho nó bùm sùm ra, nó sẽ che ở dưới, nó mát ở dưới thì ở dưới nó sẽ không phát triển được. Khi mình phân bố cành làm sao á, cái tàn trên nó không che nắng cái tàn dưới thì cây mình nó sẽ phát triển đều. Nếu mà cái tàn trên nó che hết ánh nắng cây của cái tàn dưới luôn thì cái cây mình những cái tàn dưới nó sẽ bị lép, không có phát triển được ha. Thì mình biết gì mình chia sẻ cho anh em cái đó thôi, theo kinh nghiệm bản thân mình. Khi mình uống xong rồi mình sẽ cân tàn lại, mình chỉnh sửa thêm một lần nữa cho nó xong rồi anh em. Mình đừng để nó thừa quá mà mình cũng đừng để nó rập quá. Ở đây là cái ngọn của mình lúc trước thì mình không có nè, bây giờ nó ra được cái tược mình sẽ uống cái ngọn ở đây được. Thì cây này mai mốt mình sẽ trồng lại cái chậu khác nè, cho nó đổ lại chút xíu nữa. Thì bây giờ tạm thời mình đang nuôi mình cứ trồng vậy đi. Rồi cái cây mình đã tạ xong rồi nè. Thì nếu anh em nào thấy
thấy hợp lý thì mình có thể làm theo, còn thấy cái gì nó không hợp lý thì anh em có thể góp ý chia sẻ giùm mình. Mình chân thành cảm ơn anh em. Rồi, ok, mình tới đây là đã xong rồi anh em. Rồi, tạm biệt anh em. Chúc anh em có một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt anh em.